Chào mọi người trở lại với channel của mình. Alo, Mình alo, là Ryan Lê. Alo, 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 alo. Và hôm nay chúng mình sẽ trở lại với video công thành chiến của cụm S3. Rất là nóng lạnh, rất là nóng hổi. Sorry các bạn, nóng hổi và nóng lạnh. Thì hiện tại cụm S3 này có hai bang đang là đua nhau rất là sát, đó là Punic và Tiếu Ngạo. Thì hôm nay bang Tiếu Ngạo là bang đang trấn thủ Lâm An, thì bang mình lại công bang Tiếu Ngạo. Thì hôm nay chúng mình sẽ coi là trận chiến này ai sẽ là người thắng cuộc. Và dù ai là người thắng cuộc thì trận chiến này cũng rất là nóng hổi nha mọi người. Thì hiện tại các bạn thấy không, bên Bunit này có anh Lâm Lĩnh này, thì bên bên Tiếu Ngạo có anh Nabo. Thì hai anh này đang đua top rất là nhanh này, đua top rất là ghê. Thì trước khi vào video thì mình lại xin phép một phút quảng cáo là bên mình có bán thẻ SIM rẻ hơn các bạn tự nạp Salopay. Thì các bạn có thể mua thẻ SIM ủng hộ mình bằng cách liên hệ Facebook hoặc Zalo dưới mô tả của mỗi video. Thì các bạn có nhắn Zalo mình ấy thì vui lòng ngoài kết bạn ra thì các bạn nhắn tin mình một cái để mình có thể trả lời, tại vì mình đang bị full bạn bè. Và các bạn đừng quên mình live trực tiếp vào thứ 246 8 giờ và 10 giờ tối mỗi ngày. Thì thứ tư này sẽ là một cái đặc biệt là sẽ cho bạn thử phái mới là Thí Yên nội, Thí Yên Song Đao, để chúng ta coi Thí Yên thực sự mạnh hay là yếu như anh em đồn nha. Thì mong là mọi người ngày mai sẽ ủng hộ nha. Và các bạn đừng quên đăng ký và like video giúp mình. Bây giờ chúng mình sẽ vào video công thành chiến. Thì hiện tại thì mình sẽ nói lại các bạn Thiên Nhẫn Đao. Thì bây giờ Thiên Nhẫn Đao chúng ta phải ép đồ là full sốc đâm cho mình. Là bây giờ này các bạn coi mình đang chuẩn bị đổi đồ này, là mình đang có 25k kim bảo, mình đang mà không có thể nào lấy up đồ được, rất là khó. X3 này đồ thì mắc ở trên trời, up đồ thì nói chung cũng hơi khó, nên hiện tại mình đang vân vân với việc là mình đang nạp tiền là up đồ tiếp hay là mình đang định mua một ad top bán nghỉ nha. Thì những anh top server nạp 500 triệu rồi thì họ bán lại có mấy chục triệu một cái hạt thôi, tầm 6-70 thì mình mua thì nó sẽ đỡ tốn kém hơn mình đầu tư tiếp. Thì mình xin nói tiếp về Thiên Nhẫn khảm nha. Thì các bạn nên khảm Thiên Nhẫn cho mình này. Đây bạn nhìn kỹ này. Thì khảm cho mình nội công, bỏ kháng quả, chí mạng và tấn công, 4 viên công luôn. Thì các bạn nhìn kỹ này, bỏ kháng quả nó có tác dụng như thế nào. Các bạn nhìn kỹ trong đây này. Bỏ kháng quả đây, mục tiêu chịu thêm sát thương hệ quả 23% nha. Thì các bạn cố gắng ép cho mình 5 viên bỏ kháng quả. Còn nhiều bạn nói nếu mà mình ép bỏ kháng quả thì Thiên Nhẫn quýnh né làm sao. Thì nếu Thiên Nhẫn bạn quýnh né nhiều thì bạn sẽ bổ sung cho mình ở phiên thủ là phiên thân pháp giúp mình. Đấy bạn nhìn kỹ nha, ở phiên thủ là phiên thân pháp giúp mình. Này, bạn thấy không, sinh khí đây, mình thủ mình có thân pháp nha. Đây thân pháp né tránh đây, bạn thấy không, thân pháp để bù cho cái chính xác nha, sinh khí để máu trâu tỷ lệ để có thể giảm bớt hiệu ứng dính đi. Và bên bí kíp thì các bạn có thể xài thêm cuốn tam điệp phân giúp mình nha. Đây cuốn tam điệp phân, đây là cuốn này, thứ nhất nó tăng cho bạn đỡ đòn, thứ hai nó tăng tròn bỏ né tránh. Thì giữa cái cuốn đỡ đòn bỏ né tránh này với cuốn mà chính xác và né tránh ấy, thì theo mình nó cái cuốn tam điệp phân nó sẽ ngon hơn. Này cái cuốn này cũng là tăng chính xác và né tránh, để cho nói chung thì theo mình thì xài cuốn kia nó sẽ ok hơn nha mọi người nha. Xài cuốn tam điệp phân nó sẽ ok hơn, tại vì Thiên Nhẫn chúng ta có né tránh cũng nhiều rồi, chúng ta up thêm đỡ đòn để cho mỗi tỷ lệ nó nằm ở chỗ 30% là ok nha. Thì bây giờ chúng mình sẽ vào video công thành chiến, mời các bạn theo dõi video nha. Nhiều bạn xem video ấy có comment rất là nhiều điều mà mình cảm thấy là các bạn chưa hiểu về S3. S3 mình á, mình nói thật với S3 các bạn á, các bạn không có phải như các bạn nghĩ là các bạn kêu là lên thả cái chiêu này vô. Các bạn vừa lên thôi là ăn kiếm, ăn xét, chết ngắt luôn, các bạn không có cửa nào mà các bạn có thể mà trụ nổi ấy, mà các bạn kêu mà lên sâu thả lửa nha. Khó lắm đấy, S3 phải là, đánh S3 là phải cực kỳ điêu luyện nha, chứ không phải đơn giản đâu nha mọi người. Đấy, thấy không? 100% mang đánh anh chủ giữa. Ông trùng hấu đỏ vừa vào chạy đi đâu này. Thấy không, choáng liên tục hay không?
quá lắc quá lắc. 100% không theo sau, không ô tô đẩy thẳng lên chú giữa rồi. Nè, dự lên chết căng hiểu sao bấm bấm chiêu nó bị lắc hay sao ta? Mình có bấm chiêu mà nó không lắc ta. Né, không tin được, bấm chiều loạn mà không loạn được luôn. Né, kìa tụi toàn rồi anh em ơi, toàn toát rồi. Anh em tập trung đẩy hết lên trụ giữa, không qua trụ 2 nha mọi người nha. Né, mày thấy không, mình lên mình thả chiêu á, chưa kịp lên thả chiêu nữa là đã bị chết rồi, bạn thấy không? Nên bởi vì nhiều bạn comment nó bảo là phải giữ vị trí cái kiểu nha. Phải này nói đẩy chung là mặc định lên phía trước nhá, nhồi từ từ lên. Mình thấy này, nè mình kéo chiêu thả này. Nên nhiều bạn bảo là phải thả sâu vào cái kiểu, nói chung mình biết thả sâu thế này không? Vừa mới lên tới đây thả này là nó bị rồi các bạn thấy không? Anh em không cần phải chạy trụ hay là chụp hình hay là báo cáo gì cả, cứ đánh theo lệnh của mình đi, mình đã sắp xếp người lo hết những vấn đề đó rồi. Má, kỳ này chắc thua quá, toàn là anh em ơi. Kìa tên mình yếu quá luôn á ta ơi. Loạn này, lên loạn này, má vừa lên loạn là chết ngắt luôn, căng quá. Hôm nay bên Tiếu Ngạo mạnh quá anh em ơi. Bên mình hôm nay toàn rồi. Anh em đã quá quen với cái việc mà bơm máu để đánh lên cái cầu thang của Tiếu Ngạo rồi, anh em tiếp tục làm lại cái chiến thuật đó nhá. Mọi người bơm máu nhảy lên liên tục phía trước. Thả lửa này, đấy các bạn, nhiều khi các bạn comment mình nè, cái chiêu 3 của Điên Nhẫn ấy, nhiều bạn nói nè, đây mình không thích mày. Phải lên ấy, cái chiêu chí mạng, mày thấy không? Bạn lên bạn thả được cái chiêu mới là vấn đề. Đây, thấy không? Đứng xa vậy thả còn chết nữa, bạn thấy không? Nên các bạn phải nhìn kỹ là cái S3 này á là tập trung của rất nhiều đại gia luôn. Mấy bạn chỉ cần nhích lên một cái là chết liền, không phải đơn giản các bạn nghĩ đây. Mọi người canh lam nhảy lên rồi mọi người dồn lên luôn nè. Còn 10 hạt đó ở chú 1 đẩy hết chú giữa rồi. Căng quá, lần chết căng quá anh em ơi. Anh em tự tin đánh nhá, mình đã phá giải cái chiến thuật này của nó rất là nhiều lần rồi, không có gì phải ngại cả. Bơm máu liên tục mà nhảy lên đánh bung cái cầu thang dưới cho mình nha. Vừa lên chết. Đúng rồi, anh em nào tăng cơ với Thiên Nhẫn thì chịu khó bơm khoảng 10-15 bình máu nhảy lên loạn thì chết cũng được. Cứ liên tục như vậy, đánh phải kiên trì thì mới đẩy nó lên được. À, căng quá, không thể nào mà lên thả được chiêu kia các bạn ơi. Anh em nhảy vào những tục đẩy vào phê, đừng có đứng một chỗ đẩy ngon. Hên quá, chạy vô kia được trời ơi. Cứ đẩy nó rồi phê, đánh thẳng nó, đừng có đứng một chỗ đẩy ngon gì cả. Anh em đẩy vào liên tục đi, chung một chú hai có hoa sơn đẩy phía bên kia rồi. Má quá căng rồi em ơi, quá căng anh em. Đẩy nó liên tục đi, nó đi chia ra được lượng ở chú hai với hoa sơn rồi. Anh em Thiên Nhẫn cố gắng thể hiện kỹ năng đi mọi người, nhảy lên loạn được một cái chết cũng được. Chỉ cần một cái loạn của mọi người đã giúp được ban giết cả chục người rồi. Anh em Thiên Nhẫn cố gắng gây loạn tốt rồi nhá. Anh em Thiên Nhẫn thể hiện kỹ năng, ok. Tưởng cái gì mình là chùm rồi. Nhảy lên phía trước anh em ơi, tất cả mọi người bơm máu liên tục nhảy lên. Lửa đốt tên này mỗi ba bạn. Không ai nhảy lên hết vậy. Tất cả anh đẩy ở liên tục rồi, đang đẩy ở nó rồi.
Đấy, loạn tiếp, chúng ta đứng giữ khoảng cách chúng ta loạn thôi anh em. Tất cả những anh em nào trên 1,2 triệu lực chiến bơm máu thì nhảy lên trên cho mình nhé, không đứng phía dưới đánh nữa. Mọi người phải là tiên phong đẩy lên thì anh em yếu phía dưới đẩy lên được. Đây, căng như vậy. Nhảy vào giữa đội hình chúng nó nha, loạn chúng nó lên đi. Này, chết luôn mọi người, loạn mà cũng chết luôn. Căng quá. Đúng rồi, nó mỏng dần rồi nhá anh em. Thiên Nhẫn đang là làm loạn rất tốt nha, mọi người cố gắng làm loạn để cho ban nhảy lên nè. Đúng rồi, các bạn phải loạn các bạn thấy không? Phải lên loạn. Tất cả mọi người nhảy lên hết đẩy rồi chúng nó về đi. Má chết luôn, căng quá luôn. Mọi người thấy cái bọn mà nó đang đứng phía cái chỗ cái góc không? Ngay cái hàng rào ấy, hàng rào bên tay phải á, anh em giết cái bọn đó là xong. Nó đang núp ở ngay cái góc đó, nó xả đam xuống ấy. Tất cả vòng rộng ra phía hai bên mà đẩy chúng nó, đừng có đánh ở giữa. Má, à, nhà mày bơm máu, trời ơi, có chết luôn anh em. Má, à, căng thiệt luôn chứ. Trời, bị lắc bơm máu không lên được luôn. Này, nói chung mình cứ đốt người đó đi. Đó, đốt người đó đi. Lên rồi nè, anh em nhảy lên đi. Mình bơm máu 20 bình, mình nhảy lên đến tăng được 5 giây mà. Bơm máu 20 bình đứng nhảy lên tăng ở giữa luôn mọi người ơi. Đánh cái bọn ngay cái chỗ góc, ngay cái chỗ lan can ấy. Đúng rồi anh em ơi. Chết luôn mới ghê, má chạy tuốt xuống dưới còn chết nữa. Quá khó chịu luôn. Nói chuyện công thành này căng thẳng quá anh em ơi, căng như căng lét luôn ấy. Đúng rồi, mọi người bấm nhảy bấm 2-3 lần ấy chứ phải bấm một lần đâu nha. Mình đang ép rất là tốt này, nó bắt đầu lùi lại rồi, anh em nhảy lên liên tục đi. Tất cả cái lăng bồng nhảy phòng hết sang phía bên tay phải chúng nó đẩy dùi cho nó về. Tất cả cái lăng bồng nhảy sang phía bên tay phải chúng nó ấy. Lên được rồi kìa, tất cả anh em lên đi ạ. Vô cái vách tường màu đỏ, cái chỗ tòa nhà màu đỏ đánh ra. Tụi nó đứng trong chỗ nhà màu đỏ rất đông này. Này chúng ta cản lại thôi. Má vừa định loạn cái tăng cái đàm chết luôn. Quá ghê luôn phải không? Còn lại top câu đam đi. Nói chung Thiên Nhẫn ấy, mình khuyên các bạn này muốn BK Thiên Nhẫn hay. Chắc chắn một điều luôn, trong tem phải có đường môn và Yami, chắc chắn các bạn luôn. Yami búp cái tốc độ chạy lẹ lên ấy, các bạn có dễ BK nha. Nói chung phải có Yami chút xíu. Trong quá trình chạy ngựa gần tới đó, thì anh em bơm máu đi. Nhồi khoảng 15-20 bình máu, vừa mới tới xong anh em bấm nhảy liên tục 2 lần lên. Mày BK không? Chúng ta ra vào đây.
Loạn chết luôn, loạn chết liền của mình luôn. Tất cả anh em đánh qua trụ giữa cho mình, không đánh trụ hai nha. Những anh em nào mà lỡ đang cài nhiều hoạt ô tô thì chỉnh qua hết trụ giữa cho mình. Chết tôi. Rồi trước khi đánh cứ bơm máu vô 2-3 lần đi, 5 lần cũng được. Đó, có ông nhà mì, có ông nhà mì úp máu không? Thôi chết tôi rồi. Tất cả để chế độ máu 90% hồn 5 bình máu một lần. Ê, trộm phá ông Thiên Dương sao quýnh mình? Má ai cũng quýnh mình mới ghê. Cây nhờ. Anh em đang đẩy rồi, chúng nó anh em đẩy nhanh à. Nó đang bị chia ở lỗi, anh em tranh thủ đẩy nhanh nào. Mẹ căng quá luôn. Anh em nhảy phía bên tay phải á, cái chỗ sát cái tường á, đừng nhảy phía bên tay trái, nó đang dồn bên trái rất đông. Anh em thấy cái vách tường màu đỏ không? Nhảy ngay cái chỗ cái cầu thang mép vách tường màu đỏ lên. Anh em Thiên Nhẫn đang làm rất là tốt nha, mọi người tiếp tục gây loạn để cho băng dồn lên nha mọi người. Ok ok, gây loạn anh em ơi, gây loạn đi anh em ơi, xong lên. Mày hả bưởi, mày hả bưởi. Mẹ thân gì thì anh em đẩy liên tục vào bên tay phải chúng nó mày hả bưởi, mày hả bưởi. Đốt lửa này trời, chưa kịp đốt nữa. Đốt lửa này. À, chết luôn mới ghê. Phải căng nghiệp à. Nhảy lên bơm máu, nhảy lên bấm lần 2-3 lần chứ không phải bấm một lần đâu nha. Má chết luôn, bơm máu cũng chết nữa, phải đích gì. Căng quá anh em. Loạn này. Cho ăn thêm cái kia này đấy. Cái vách tường màu đỏ là mọi người ơi, ngay cái chỗ vách tường màu đỏ sát bên phải kìa, nhảy lên ngay cái chỗ đó, nó đang mỏng chỗ đó đó. Loạn này đây, mình loạn cái à. Má, kinh công chết trên không luôn mới ghê. Vừa mới đủ sai tha lửa là chết trên không liền. Quá căng. Team Thiên Nhẫn với lại Nga My của nó đang dồn đẩy đam vô cái mép bên trái. Anh em đừng vô mép bên trái nữa, đẩy cái mép bên phải đi cái chỗ cái vách tường màu đỏ đó. Anh em phải né ra. Mấy có Nga My thì mình dễ chơi hơn. Má chết luôn trên kia, chết luôn nông quá luôn. Anh em dồn qua cái vách tường nha, cái chỗ cái ao sen á, mọi người đẩy lên cái góc đó. Còn bên trái nó đang dồn đam Thiên Nhẫn, nhảy lên là bị thiêu đốt liền. Nó khó khăn quá, đẩy lên trên đó khó khăn quá anh em ơi. Tất cả mọi người nhảy lên tục hư hiệu của nó rất mỏng, anh em nhảy thế nào. Đang đẩy lên được cầu thang kìa, anh em đẩy mạnh lên chỗ cầu thang nào, đi bộ hết lên chỗ cầu thang. Nè, chạy tuốt ngoài đây thì cũng chết nữa, quá căng luôn. Căng phải điếc luôn. Wow, má mới lần BK. Em ơi, ngay chỗ cái tường cái chỗ ao sen nó nhảy lên luôn. Mới lần BK. Mình đang nhảy bên trái, dễ chết lắm, nhảy bên phải. Gì vậy, Thiên Dương đâu ra đi. Nhồi máu rồi nhảy, nhảy 2-3 lần luôn. Căng quá luôn em ơi. Hai bên đây là ngang ngửa nhau khá nhiều các bạn. Mình chết mình sẽ hút được rất nhiều skin chúng nó vào người để anh em khác đẩy liên tục.
Né, lên được lên loạn cái thả lửa cái chết luôn. Được hai chiêu. Dạo má vừa Anh lên em chưa để kịp ý làm là gì cái chết người dưới luôn. nhảy lên nhá, người nhảy lên là có người dưới đam. Nào để mình thử nhảy lên ngơi, nhảy lên vô loạn ngơi anh em. Cho để ý voi cái đội nhá, anh thì không voi này anh. Để đâu thử mình nhảy lên loạn coi coi có ok không nha. Đổi chiến thuật rồi. Mình nhảy du lịch mình loạn. Trời má vừa nhảy vô chết trên không các bạn ơi. Một đám Đấy. đang quýnh ở trụ một nè, mới làm gì nè. Để nó đi, tụi nó vô không có gì mặt đâu. Má nhảy vô chưa kịp loạn nó chết luôn các bạn ơi. Nhảy vô căng thẳng quá. À, căng quá luôn. Nói chung mà ép Anh từ em từ. bơm máu liên tục nha, bơm máu liên tục xong rồi nhảy lên. Bấm nhảy 20 lần đấy. Bơm khoảng 15 bình máu rồi nhảy lên. À, vô chết luôn căng dữ Cái vậy. đám này ở trụ một cái làm gì vậy? Kệ nó đi cho nó quýnh đi. Căng quá. Căng quá. Về bên phải lên được rồi này, anh em Thiên Nhẫn đẩy loạn lên cái chỗ về bên phải để cho anh em nhảy lên nè. Né vô nhảy lên lại được cái căng quá anh em ơi. Mình top 5 mà mọi người được top 5 anh em ơi. Nha. Còn mình chiến hai bang top mới giết người không có được nhiều đâu, hai bang căng thẳng lắm. Rồi bên phải đang bị loạn nè anh em ơi, đẩy lên luôn. Cái chỗ cái ao sen ấy anh em đẩy thẳng lên luôn. Đang bị loạn rất là tốt mày. Nếu cái nhà bước máu mới ngon. Có như mấy con có mèo nhà bước máu ấy. Đứng đẩy lên mới ngon được. Cho con Hoa Sơn nó quýnh rồi, Hoa Sơn nó quýnh rồi, căng quá. Tất cả anh em đừng tiếp mạng, đẩy lên liên tục là chúng nó, lực lượng của chúng nó rất mỏng, đằng sau không có ai đâu. Này chúng ta lại liên tục cho bên kia không thấy mặt trời của bạn à. Cứ đừng đánh giữ thiên trảm, không để làm gì đâu, nhảy hết vào đẩy dù chúng nó về. Mình loạn cái ông thiếu lâm kia bất cửa bạn, cái ông thiếu lâm ra dính loạn cái xong dính loạn cái nó bất cửa anh em ơi, cái ông thiếu lâm kia ra dính loạn nó bất cửa anh em. Anh em Thiên Nhẫn đang làm loạn rất là tốt nha, anh em cố gắng đẩy lên nhá. Ông thiếu lâm kia vừa chạy lên nó lạng xong rồi lạng sao bị lạng liên tục thế. Chắc ông đó chắc nghỉ game quá anh em ơi, nó tội ông đó ghê luôn đấy, tội ông đó quá. Chú ý anh em còn 4 phút à.
Cho để kinh thôi. Chết tôi rồi, trời chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Nó cười mấy ông thiếu lâm á bạn. Vừa lao lên nó chưa kịp làm gì bị loạn hết, đúng người rồi, này mấy loạn tới chạy người qua kia nó hay loạn. đứng nhà cầu thang quá trời luôn á, cãi đi có gì mình lùa qua luôn. Bị hết này kia tới người kia loạn rồi sao Tất cả chơi. anh em để ý thiết lập auto đánh mục tiêu nha, tí còn đánh trụ. Đấy, vừa lên là chết căng quá luôn, không có kịp sống luôn anh ơi. Vừa căng là chết, không có kịp sống luôn. Vừa căng kịp sống, không có kịp sống luôn. Anh em đã đẩy cho tôi là em đẩy mạnh em nữa rồi. Hai phút 30 giây Bảo Hân ơi. Mày lắm. Dạ yeah, đúng rồi. Ừ. 5 tin top đánh qua chỗ 2 nè. Ôi phải. 5 tin top bắt đầu lùi qua đánh phải qua chỗ 2 này. Né Hoa phải Sơn rồi nha. Phải đích trời anh em ơi. Đánh chỗ 2 nào, né Hoa Sơn là anh em. Team mình là không phải team top nhưng mà team mình là team tốt. Team Nha. Lưu Thanh ra ném đỉnh hỏa long ca tu đây đánh hết qua chỗ hai là còn lại đẩy hết chỗ một chỗ giữa. Kêu Hoa Sơn né ra bên, Hoa Sơn quýnh mình là sao chơi. Thôi nói chung team mình đi thủ tiếp đi. Chỗ hai chỗ ngang đông. 7 team top của Bonix đánh qua chỗ 2 đi. Nhớ anh em nồng cốt 7 team nó đánh qua chỗ 2 đi. Hoa Sơn đứng chặn cửa sao quýnh được. Chỗ 2 tiếng vào rất đông. Trên 1 triệu được tiền đánh hết qua chỗ 2 này. Tập trung hết chỗ 2 nên ơi, tập trung hết chỗ 2, tập trung hết chỗ 2. Phải dồn hết lực lượng. Dồn hết lực lượng pha này ăn này anh em ơi, dồn hết lực lượng nào. Tất cả trên 1 triệu được chiến đẩy qua chỗ 2 nhảy thẳng vào trụ. Tại sao có một thời ở đây nữa. Tập trung hết chỗ 2 nè em ơi, tập trung hết chỗ 2 nè anh em ơi. 100% đang đẩy vào chỗ 2. Đấy, căng rồi. Thua rồi. Bị bắt toàn bài. Nhảy vô chỗ 2 rồi mọi người ơi, bơm máu nhảy vô chỗ 2 liên tục. Bị bắt bài rồi anh em ơi, bị bắt bài rồi, bắt bài rồi. Bị bắt bài rồi anh em trên kia tàn đẩy anh lên chính giữa mà. Nhảy hết vào chỗ 2 đam trụ. Bị bắt bài rồi. Thua rồi, trận này thua rồi. Bị bắt bài em rồi. Vì không đánh nhau, nhảy hết vào trụ đam trụ thôi. Bị bắt bài rồi anh em ơi, đáng lẽ phải má phải đẩy xích diệm nó thủ về đẩy xích diệm thì hợp lý hơn đúng không? Bị bắt bài rồi, thua chịu, Tiếu Ngạo quá mạnh rồi. Thua rồi, không kịp rồi. Chịu rồi anh em ơi, dựng lại thua rồi, chúng ta lại ngủ ngoài đường. Tiếu Ngạo mạnh quá, Tiếu Ngạo mạnh quá. Thua rồi, Hoa Sơn với một thời một đống ở đây mà. Hoa Sơn một thời đứng gì đâu, một đống này kia, đứng gì kỳ kỳ. Hai đứng nhau từ nãy giờ. Vậy nãy mình qua bên kia hợp lý hơn. Hoa Sơn. Bắt bài được mình á, bắt bài được mình, đáng lẽ mình phải đi xem chặn đường lên của mình rồi. Đáng lẽ nếu mà trụ hai tập trung vậy á thì họ bắt bài là mình quýnh qua xích diệm luôn nha. Hoa Sơn nó chặn một thời chứ không chặn mình đâu. Hồi nãy nó bu qua vậy, đáng lý là mình đẩy lên thẳng trụ giữa nó luôn chứ mình chia về trụ hai làm gì. Đúng rồi, hồi nãy là bạn Lucy nó đúng này, bạn thấy nè, bạn Lucy này nè. Nãy nó bu qua vậy, đáng lý là mình đúng đẩy rồi. Thẳng trụ giữa nó luôn chứ mình. Các bạn Lucy là nói đúng ấy.
là phải đẩy vô trụ giữa luôn, là mình phải đổi chiến thuật liền. Các bạn Lucy là nói đúng ấy, là phải đẩy vô trụ giữa luôn, là mình phải đổi chiến thuật liền. Không chừng nghe voi đừng bảo nó không voi được, nó bảo là 100% đẩy vào trụ 2 còn gì nữa. Nhưng mẹ không canh thời gian thì nó đẩy vỡ mẹ trụ 1 à? Nói chung thôi Tiếu Ngạo win nha mọi người, trận này Tiếu Ngạo win nha mọi người. Để chung còn một chiến mà, nói chung mà phải chiến thuật phải thay đổi. Không, khúc nó không kịp, nó đâu có vô được. Tại vì hai thằng một thời với lại một thời với thằng Hoa Sơn đang quýnh nhau ngay cầu thang chân hai luôn mà mình vô đâu có được đâu. Nói chung mình phải, nói chung là mình phải đổi chiến thuật liên tục, chứ không phải là chỉ chiếm trụ một nói chung thôi. Tại vì lực lượng Tiếu Ngạo ấy theo mình nó đang nhỉnh hơn khá là nhiều nha. Tiếu Ngạo khá là căng. Thì mình xin kết thúc video của mình chiến ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Có chi nữa người đâu, Hoa Sơn với Tần Long đánh nhau có đánh Tiếu Ngạo đéo đâu. Nếu các bạn cần mình làm những video hướng dẫn hay là những cái vấn đề nào đó thì các bạn có thể comment bên dưới giúp mình. Một lần nữa mình xin chào fan và các bạn trong video kỳ sau. Chào tạm biệt.